Bảo xin kính chào tất cả quý vị. Trong chương trình 1001 khuôn mặt thương yêu tuần lễ này, Châu Bảo cũng mang đến cho mọi người ước mơ là mỗi khán giả là một niềm vui, là những nụ cười. Và một trong những người đem lại rất nhiều cái hạnh phúc và tâm hồn lạc quan đó, không ai khác hơn là một trong những người nghệ sĩ. Cách đây 3 năm, anh đã xuất hiện trên rất nhiều những sân khấu tại hải ngoại. Và trong thời gian 3 năm gần đây, anh lại xuất hiện nhiều trên những bộ phim video, trên những sân khấu hài kịch và trên những sân khấu ca nhạc khắp nơi. Chúng tôi xin một lần nữa chào đón sự trở lại Hoa Kỳ của danh hài Minh Béo. Xin chào anh Quốc Bảo, xin chào quý khán giả. Chúc quý vị tại hải ngoại thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt là làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài thì chắc chắn đó là câu ước mơ của mọi người rồi. Và chắc chắn là điều đó sẽ trở thành sự thật, bởi vì cái điều mà người ta vừa nhận được từ Minh Béo. Bây giờ em cho mọi người biết rằng là trong suốt 3 năm vừa qua vắng bóng em ở tại hải ngoại, anh biết là có rất nhiều người đã mời em qua đây trình diễn, mà tại sao em lại không chịu nhận lời? Thưa anh Quốc Bảo cũng như quý vị, trong 3 năm qua thì Minh Béo đã đóng rất là nhiều bộ phim truyền hình tại Việt Nam, cho nên Minh Béo không có sắp xếp được thời gian. Và sau 3 năm thì Minh Béo cảm thấy là nhớ khán giả ở hải ngoại quá, cho nên Minh Béo đã nhận lời đến biểu diễn tại Cali. Và Minh Béo đã trở lại sau 3 năm và rất là may mắn vẫn được khán giả thương yêu, và Minh Béo cảm thấy đó là một điều rất là hạnh phúc đối với người nghệ sĩ như Minh Béo. Kính thưa quý vị, tuần lễ vừa qua ngày thứ 5, Trần Bảo rất hạnh phúc để được thấy một người bạn ngồi trong bóng đêm mờ mờ của vũ trường Blue. Trần Bảo nhận ra ngay nhưng mà không tin đó là sự thật, bởi vì thấy dáng rất quen, tất cả mọi ánh mắt thương yêu của những bạn bè dành cho anh nhiều. Nhưng mà có một điều là không nghĩ rằng là Minh Béo đã đến Hoa Kỳ. Khi mà đến tận nơi thì rõ ràng không ai khác hơn đó là một khuôn mặt yêu thương của mọi người, Minh Béo. Tuần lễ vừa qua trên báo chí cũng đã giới thiệu về sự thành công của sự xuất hiện của Minh Béo khi đóng vở kịch Lôi Vũ. Em kể cho mọi người nghe cái sự mà em đứng trên sân khấu hải ngoại sau nhiều năm, và mỗi lần em xuất hiện anh thấy người ta vỗ tay rất nhiều. Thì kể cho mọi người nghe về cái cảm tưởng của mình. Thưa anh Quốc Bảo, Minh Béo cũng rất là vui khi vừa tấu hài những vở hài kịch mà riêng của Minh Béo, và bên cạnh đó Minh Béo xuất hiện đặc biệt trong cái vở Lôi Vũ. Cái vở này là vở bi trường kịch cho nên rất là buồn bã và đầy nước mắt, và tự nhiên có một cái vai Lỗ Quý dành cho em luôn luôn tạo một cái gì đó rất là niềm vui nè, rất là thư giãn, giải trí thoải mái, người ta có thể cười sảng khoái. Khi em xuất hiện thậm chí chỉ cần mới bước ra thôi, khán giả vỗ tay là em rất là vui, bởi vì đây là một cái vai diễn mà mặc dù nó nhỏ nhất trong cái vở kịch đó nhưng đã làm một cái gì đó giống như là máy lạnh gì đó mát. Mình đang bị nóng ấy, tự nhiên mình có một cái ca nước lạnh tạt vào người, cái tự nhiên thấy mát vô cùng, cho nên rất là thành công. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nào từng coi Lôi Vũ thì biết rằng là cái nhân vật là Lỗ Quý, phải không? Nó là một nhân vật gần như là phản diện, tất nhiên là một nhân vật mang nhiều cái tính xấu của một con người lắm. Trong đó có tính nào? Nói chung là nhỏ mọn nè, ích kỷ nè, rồi ham tiền ha. Mỗi lần người ta nhờ cái gì là em có chi tiết là diễn với chị Thanh Lan á, là chị có nói thôi ông đi làm với tôi đi, rồi kia nói ủa dạ không có cái này hả, sao lúc nào cũng tiền hết trơn vậy, ăn nhiều á cho mập cho béo dữ vậy. Khi em mới trong kịch bản thì không có, em quay lại nói trời tôi gì mà béo gì bà chủ, tôi chỉ bị hơi béo một tí thôi. Kính thưa quý vị, thường thường người những vở tuồng cải lương muốn cho hay đó thì cái người soạn già họ hay gọi là đo ni đóng giày. Đo ni đóng giày ở đây đó là đôi lúc đó, họ biết cái cô đó chuyên môn đóng vai bi kịch thì họ chuyên môn để đóng vai cô là khóc lóc. Một cái người tốt dễ thương như ngày xưa cho bạn nhớ có nghệ sĩ Vân Hùng, làm người lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ thì lúc nào cũng đóng vai hoàng. Nhưng trong trường hợp của Minh Béo thì khác. Minh Béo thì là một cái người bản chất rất là hiền lành, anh em thương mến, nói thật là đi đâu cũng là cái tình trên hết, còn tiền thì không phải là không quan trọng nhưng mà thứ nhì. Như vậy là cái bí quyết nào làm cho em có thể thành công trong khi đó không phải là một cái cá tính của em ngoài đời?
Thường thì những cái vai không thuộc về sở trường của em, nó là sở đoản á, thì em phải tiếp thu, em học hỏi từ những bậc tiền bối. Bên cạnh đó em học ở những vị khán giả ở ngoài đời, cũng có người nghề người khác trong xã hội mà. Và sau đó em cũng học ở internet nè, rồi coi sách báo chí và tiếp cận với rất là nhiều khán giả, rất là nhiều người ở trong xã hội, thì em biết được mỗi người có một tánh. Đôi lúc em làm cái vai phản diện không phải là đóng cho người ta ghét không, mà trong cái ghét đó cũng phải có cái gì đó thương thương, cái gì đó nó dễ thương chút xíu. Tại vì em thấy trong cuộc sống này đâu phải ai cũng muốn làm người xấu đâu, nhưng mà do hoàn cảnh, do những cái gì đó ích kỷ cho riêng mình thì mới có những cái tánh tình như vậy. Nhưng mà gom chung lại, mình vẫn là một con người, vẫn có hỷ nộ ái ố, vậy có vui, có buồn, có hờn, có giận, có thương, có yêu. Thì đôi lúc cái vai diễn của em người ta ghét, nhưng mà cũng còn có đường cho quay trở lại, chứ không cho đi luôn. Ghét mà ra đường bị ném đá thì em sợ lắm, nhất là những cái vai diễn phản diện đó. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì có lẽ chúng ta bắt đầu qua những giây phút tâm tình với lại Minh Béo. Chị Bảo cũng mời quý vị chúng ta lần lượt. Tuần lễ này thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu. Bởi vì nói chuyện với lại Minh Béo thì không phải chỉ có nụ cười không, không phải chỉ có phần hài không, mà nếu chúng ta nhìn sâu hoặc là đi xa hơn, hoặc là những người nào đã từng theo dõi những sinh hoạt sự nghiệp và nghệ thuật của Minh Béo thì phải biết rằng anh là một người đa dạng. Vậy thì chúng ta sẽ khởi đi bằng những bước nào? Kính thưa quý vị, không gì khác hơn là chúng ta hãy đi bằng dòng thời gian. Trước khi anh nói chữ Minh Béo thì anh muốn nhắc lại một cái tên mà có lẽ nhiều người nào thương yêu em đều nhớ, đó là xin được chào anh Hồng Quang Minh. Tên Hồng Quang Minh tức là em là người Hoa. Ông nội em là người Hoa, còn ba em là người người Hoa, Việt, lai người Việt. Kính thưa quý vị, nhưng mà chào bảo muốn món câu đó là tại vì em nói tiếng Việt rất giỏi, giỏi đến độ mà một lát nữa chúng ta sẽ đi cái giai đoạn kế tiếp đó, là em còn là một trong những người dẫn chương trình cho nhiều chương trình giá trị lắm. Để có cái kiến thức, để có một cái anh nói trôi chảy như vậy thì chắc chắn đòi hỏi một cái sự luyện tập rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Nhưng mà chưa tới giai đoạn đó đâu. Bây giờ mình nói tiếp với nhau. Em sinh ra ở Sài Gòn, nhưng mà cái bước chân của em đến không phải làm con nhà nòi, không có không có những người trong ngành nghề này. Vậy thì em đã có ước mơ, đam mê âm nhạc, nghệ thuật, hài từ thuở nào? Và lúc hồi nhỏ đó thì em thích nhất là cải lương. Lúc đó cải lương rất là hưng thịnh, đi đâu cũng ai cũng có cải lương không à. Cho nên em cũng về nhà cũng lên đồ, cũng mặc đồ quấn mền gối rồi đứng múa mai rồi tập theo những anh chị nghệ sĩ, đàn anh đàn chị phía trước. Thích và ao ước đó là một cái nghệ sĩ như vậy đó. Mà trước đó lúc năm 10 tuổi thì ba em nói là sau này con thích làm nghề gì. Lúc đó em chưa có hình dung là em sẽ làm nghệ thuật. 12 tuổi em mới bắt đầu thích. Tức là năm 10 tuổi em đã nói với ba em là em thích cái nghề gì mà ra đường ai cũng thương, ai cũng mến, ai cũng biết và hâm mộ mình, biết mình nhiều. Nghề thứ hai, cái thứ hai á là mình sẽ được đi đây đi đó, đi chỗ nào cũng được, đi rất là nhiều nơi. Thứ ba là có nhiều tiền. Và thứ tư á, là mình sẽ có một cái trí óc tưởng tượng, tức là mình sẽ thoải mái, mình sẽ làm được cái gì mình ước mơ, muốn là làm. Mình sẽ được làm cái gì khác với mình ở ngoài đời. Thì sau đó năm 12 tuổi thì em phát hiện là chỉ có nghệ thuật mới có thể đảm bảo được những cái em đưa ra. Thì cuối cùng em mới nói gia đình là em xin được đóng cải lương, đi được làm nghệ sĩ. Thì gia đình không có cho, và gia đình nói là không được học cái nghề này, là nghề sướng ca vô loài, nghề này là nghề ăn xin, đủ thứ hết trơn á. Xong bị phân tâm quá, em sợ quá, cho nên cuối cùng á em mới không theo được hết. Tới năm 18 tuổi em học xong rồi á, lớp 12 đậu tốt nghiệp rồi, cái em mới lén thi vô trường sân khấu điện ảnh. Thì lúc đó em cứ nhắm mắt làm thi đại thôi, bởi vì không có nghĩ là vô trường điện ảnh là sân khấu người ta tuyển toàn người đẹp không à. Có bao giờ có ngoại hình như em, chưa bao giờ ai mà có ngoại hình mà nó hơi mũm mĩm phì nhiêu vậy trơn á. Cái khi mà em đâm đầu vô đó thi thì mọi người cứ nghĩ là em rớt rồi. Và em cũng biết là khi vô cái vòng loại đầu tiên là ngoại hình á là bị đánh rớt. Cái em mới xin mấy thầy cô là tại sao thầy cô không cho em thi năng khiếu, thi tài năng. Bởi vì em nghĩ nghệ sĩ có người đẹp người xấu chứ, người đẹp thì đóng vai đẹp, người xấu đóng vai xấu, thì nếu người ai cũng đẹp hết thì vai xấu ai đóng, vai hài ai đóng, vai phản diện ai đóng, cũng phải cho em có cơ hội được làm nghệ sĩ chứ.
Thì thầy cô mới nói thôi được rồi, bây giờ làm đi, đóng vai thử tôi coi coi. Dạ thì thầy cô thích đó, em đóng vai gì? Khi nói em ngoại hình vậy cho em đóng vai con voi. Khi nói trời ơi, không lẽ thầy cô giống như là làm cho mình bực bội là mình bỏ thi, một cái kiểu mà từ chối khéo. Khi em nói không, em quyết tâm phải làm nghệ sĩ, em làm con voi luôn, em làm dồi, em quấn, em làm đủ kiểu á. Xong cái thầy cô mới nói là thôi được rồi, em đi xuống đi. Cái em mới nói là chắc em rớt quá, em nói với cái thí sinh khác. Cuối cùng á, có người trong thành viên ban giám khảo qua bắt em lại, nói em là người đầu tiên vô trường sân khấu mà có ngoại hình khác người vậy. Và sau cái năm của em á, thì trường mở rộng ra, tức là nhiều nghệ sĩ có ngoại hình khác nhau, có gương mặt khác nhau, quan trọng là cái tài năng nữa, chứ không còn là đẹp không nữa. Cái đó là năm bao nhiêu tuổi em? Dạ năm đó là năm em 18 tuổi. À 18 tuổi đã thi đậu trong đó rồi. Dạ. À, thi đậu nhưng mà đậu xong nhưng mà chưa chắc đã có việc làm. Dạ đúng rồi. Học 3 năm ra rồi thì đó. Khi mà học thì vô trường đã khó rồi, khi ra trường còn khó hơn. Ra trường á, dù là tốt nghiệp xuất sắc chẳng hạn, nhưng mà với ngoại hình của em xin ở đâu cho, không ai cho hết trơn á. Em cứ xin được đóng vai quần chúng là vai nhỏ nhất á, ra đứng cái gì vỗ tay hay là cười vậy thôi. Nhiều khi không thấy mặt mình nữa cũng không được cho. Tại vì em có ngoại hình nó hơi khác thường nè. Khi một vàng người bình thường cái tự nhiên em vô cái tự nhiên vẫn chổi hơn người ta, vẫn có cái gì nó đặc biệt hơn người ta. Khi là mọi người nói là không được, vậy không được đóng quần chúng, xin cái dây nhỏ nhất cũng được. Khi nhiều khi em cũng tuổi, em cũng nhớ là những lời gia đình nói, nhiều khi em cũng muốn bỏ nghề. Nhưng sau đó em nói là thôi, em sẽ cố gắng tìm mọi cách. Và sau đó em đi tấu hài, em lăn lộn, em nhắc vở, em viết kịch bản, em thi này thi kia. Và năm 1999 em thi đạo diễn một cái vở Người Cùng Sớm, gọi là tay ngang đi dựng đó. Mà cuối cùng em được Huy Chương Vàng, cái mọi người bắt đầu chú ý đến em. Cái đó từ từ mới cho em cơ hội nhỏ. Cái vai diễn đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp là cái vai Em Trả trong vở kịch Số Đỏ. Thì em đóng về cậu Phước á, lúc nào chỉ có nói đúng hai chữ thôi, em trả, em trả. Đó, và ra xuất hiện có 5 phút thôi. Trên một vở kịch dài 2-3 tiếng đồng hồ diễn có 5 phút thôi. Mà khán giả ra, khán giả ồ lên. Và cuối cùng đó là một vai diễn mà có thể để đời của em, đến giờ này chưa ai thay thế. Và em rất là mừng là từ những vai diễn đó thì những anh chị khác nghệ sĩ, đàn anh đàn chị sau này cho em nhiều cơ hội hơn, nhỏ hơn, lớn hơn, rồi lớn hơn, rồi to hơn, như kiểu vậy. Cho nên em mới được khán giả thương yêu đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện cùng với lại Minh Béo còn rất là dài, còn rất là nhiều những chi tiết, còn rất nhiều những cái lĩnh vực mà rất đặc biệt của Minh Béo. Tuy nhiên, cho bảo lại muốn mời quý vị cùng thưởng thức một trong những bài hát, mà bài hát này có được nằm trong live show chủ đề ngày 3 tháng 12 năm 2010, phải không em? Yeah. Đó là live show đầu tiên của em. Yeah, kỷ niệm 10 năm em theo đến sân khấu. Yeah. Bài hát được mang tên là Anh Biết Anh Quá Anh Trai. Dạ yeah, đúng rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ anh muốn mời em giới thiệu mọi người. Dạ thưa quý vị, thường thì Minh Béo hát không dám hát lại những bài cũ của những ca sĩ chuyên nghiệp khác, bởi vì Minh Béo biết trước là mình hát không có bằng ai hết đâu, chỉ hát bằng cái giọng thật, giọng mộc của mình thôi, và muốn đem lời ca tiếng hát của mình đến gần gũi trái tim khán giả nhiều hơn. Cho nên Minh Béo đã đặt những nhạc sĩ viết riêng cho Minh Béo, ví dụ như là Anh Biết Anh Không Đẹp Trai nè, Chàng Trai Tự Tin nè, rồi Nỗi Lòng Chàng Béo nè, rồi vừa rồi Minh Béo làm một cái kỷ niệm live show kỷ niệm 10 năm theo nghệ thuật của mình, đó chủ đề là Anh Biết Anh Quá Đẹp Trai. Do nhạc sĩ Cao Minh Thu viết riêng cho Minh Béo. Bây giờ thì Minh Béo xin mời quý vị khán giả sẽ cùng xem bài hát này.